humor. Luống cuống thế, bị thua nhiều quá hay sao? Tao nhầm mất. Hết cơ rồi. Nè. Hết cơ rồi. Cái anh này. Ô. Đúng là kỳ thủ của tôi. Sao ra con kỳ thủ ra tôi không biết nào. Ôi rồi kỳ thủ càng đánh ngày càng càng tiến bộ. Sao bây giờ anh có nhiều nước hiểm hóc thế, anh đi học ở đâu về mà anh tâm sư học đạo ở đâu anh đánh hiểm hóc thế. Rồi hôm nay bố thua hai trận không gượng dậy được nữa rồi. Ôi giời ơi.